你好，你编号几号？他编号00064。你去过台湾了吗？本来你台湾多少久？我还没去过。嗯，在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan bạn có bạn bè người thân không? Tôi không có bạn bè. Bạn có biết hút thuốc uống rượu không? Tôi không hút rượu. Nǐ mù qiān zài Yuán Nán zuò shěn me gōng zuò? Trước kia ở Việt Nam bạn làm công việc gì? Em làm cơ khí. Hà zuò qí xiè. Zài Yuán Nán, yī gè yuè xīn suǐ duō shǎo qiān? Ở Việt Nam, mỗi tháng lương của bạn là bao nhiêu? 8 triệu. 150 美元. Zài Tài Wān gōng zuò, rú guǒ gù zǔ yào nǐ pēi hě jiā bàn, nǐ yuàn yī ma? Ở Đài Loan làm việc, nếu ông chủ yêu cầu bạn phối hợp làm tăng ca, bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý. Thầy yuàn yī. Tôi xin thêm nhân sự được công chúa nhiều sớm một vấn thí mà. Đối với buổi phỏng vấn hôm nay, bạn có vấn đề gì không? Không. Thà mấy hiểu. Tôi xin chủ lâm mà. Đều hiểu rõ rồi. Em hiểu. Thà xin chủ à? Xin thêm nhỉ quay đá tự vấn thí, nhỉ yêu lão sứ, chơi sứ, quân ứng chi thêm nhỉ chứ tao mà. Những câu hỏi bạn vừa trả lời, bạn cần trả lời chính xác. Chuẩn xác, không được lừa dối, bạn biết được không? Em biết ạ. Thật chứ tỏ. Xin chào. Xin chào.